Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tóm lại thì cái người được gọi là nữ thần kia chắc hẳn chính là lão thần vương không sai đi đâu được rồi. Nhưng mà nói rõ lâu từ nãy đến giờ, mà cái vấn đề quan trọng nhất là làm sao để ra khỏi cấm địa này thì lại chẳng có chút tiến triển nào cả. Thật ra muốn ra khỏi cấm địa đối với cô ấy mà nói là một chuyện rất là đơn giản. Hơi nói ra nằm ngay ở dưới gốc cây. Từ lâu ta đã dùng rễ để mở ra một con đường. Quái quỷ gì thế hả? Đơn giản dễ hiểu như là chẳng trách cái người tên là Miêu Miêu mà các người nhắc đến sẽ thăm người sau khi vào đây, ra là sợ có vấn đề gì xảy ra. Nếu đã vậy sao người không rời khỏi đây? Ra ngoài cũng chỉ là ở trong một thế giới khác mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa bản thể của ta không thể nào di chuyển, sau khi ra ngoài bản thể vẫn sẽ ở lại đây, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sự lớn mạnh của bất cứ sinh linh nào cũng có hạn chế cả. Nghe như là những lời xuất phát từ kinh nghiệm, như là ngươi đang nói ra câu chuyện của ngươi vậy à? Điểm cảm xúc tiêu cực đến từ cổ thấm. Good. Đến dưới gốc cây đi, ta sẽ mở rộng cửa vào hơn một chút để đưa ngươi ra ngoài. Đợi đợi một chút, ta vẫn còn hai vấn đề muốn hỏi. Sao tên tiểu tử nhà ngươi lại lắm chuyện thế hả? Ấy, liên quan gì đến ngươi? Vấn đề thứ nhất, rốt cuộc bản thể của cổ thấm là người hay là cây? Cổ thấm ngươi là cây gì? Vấn đề thứ hai là tại sao một số sinh linh có thể hóa thành người, một số thì lại không thể? Có một vài vấn đề vẫn nên hỏi cho rõ ràng, tránh để xảy ra bi kịch. Khẩu âm. Ta nói, tuyện không quá khẩu âm chứ? Ta là một cái cây vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Đây là mấy câu văn học thừa thãi rất là mới mẻ à. Vậy ngươi thì sao? Trước khi trả lời ngươi, ta muốn hỏi ngươi lại, ngươi một vấn đề đã. Sao những sinh linh như nào bọn ta lại muốn hóa thành hình người? Con người là sinh vật cấp cao bao phủ khắp vũ trụ, hóa thành hình người chắc chắn là sẽ cường đại hơn. Đó là ý nghĩ của con người các ngươi mà thôi, những sinh linh khác chưa từng cho là như vậy. Chỉ nhờ vào nhục thân của chính mình, bọn ta đã tu hành đến cảnh giới đại tông sư, dựa vào cái gì mà hóa thành hình người mới có thể cường đại hơn? Nhưng vẫn những sinh linh cường đại hóa thành hình người sau khi thăng cấp đấy thôi. Ví dụ như là Long tộc. Đó là vì tổ tiên của bọn họ từng được trời cao ân điển cho phép hóa thành hình dáng của con người. Hơn nữa công pháp của bọn họ tu hành sau khi trở thành đại tông sư cũng đã thay đổi rồi. Không biến thành hình người thì không thể nào. Không biến thành hình người thì không được. Vậy nữ thần kia chẳng phải cũng là con người hay sao? Sao hắn không ban cho một chủng tộc nào đó biến thành hình người? Ai nói với ngươi nữ thần là con người? Truyền thuyết kể rằng nữ thần là sinh mệnh, là sinh linh mà trời đất thai nghén ra, không có cha mẹ cũng chẳng không có cha cũng chẳng có mẹ, một mình tự lập ra một môn phái. Đã gây dựng nên sự nghiệp vĩ đại chưa từng có tiền lệ ở trong lịch sử,
liên quan gì đến loài người các ngươi chứ? Ây con mẹ nó, nếu không phải là ta từng nhìn thấy tượng điêu khắc của lão thần vương thì ta đã tin rồi đấy. Chính vì khinh thường con người nhưng lại sùng bái lão thần vương một cách mù quáng nên con trâu này mới đưa ra kết luận phiến diện đó. Được rồi, ta vẫn không. Ta không còn vấn đề gì khác nữa. Có thể đưa bọn ta ra ngoài rồi. Rất vui vì được quen biết người, bọn ta đi đây. Hay là trước khi đi, ta dẫn sấm sét cho ngươi ăn thêm lần nữa. Thật sao? Giả đấy. Sao cái tên loài người nhà ngươi có thể con mẹ nó đê tiện hèn hạ thế hả? Đừng diễn nữa, bọn họ đã đi xa rồi. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người của bọn họ. Ngươi nói xem, liệu người đó có quay lại không? Phái trưởng, ở đây còn có động thiên khác thật này. Thực lực của cổ thấm không thể nào xem thường. Nói thật, di tích này quả thực khiến anh cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy đã sớm biết nơi này ẩn giấu không ít bí mật, nhưng không ngờ nó còn ẩn giấu nhiều sinh linh thượng cổ đến vậy. Anh cứ luôn cảm thấy, không chừng cổ thấm kia còn có mối liên hệ gì đó với cây thế giới. Chuyện gì vậy trời? Sao cứ cảm thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ thế nhỉ? Ơi, cả anh nghe xem gần đây em đã sống thế nào đi. Cũng không tồi, sống trên núi Trường Mạch cũng không cần lo lắng cái gì cả. Mỗi ngày sẽ tu hành 6 tiếng đồng hồ. Ngủ 6 tiếng đồng hồ. Ngây người 6 tiếng đồng hồ và nhớ anh 6 tiếng đồng hồ. Không phải, em nói thẳng đến thế cơ à, còn nữa, chẳng phải em mất trí nhớ rồi sao? Chỗ các anh có một câu thế này, anh có hóa thành tro em cũng có thể nhận ra được. Ai đã dạy em câu này? Anh nói em nghe. Thường chỉ khi nói với kẻ thù mới dùng đến câu đó thôi. Vậy thưa thầy nữ thụ, chính xác thì phải nói như thế nào? Nên nói là, cho dù cả thế giới này sụp đổ, biển cạn đá mòn, anh cũng sẽ không quên em. Vậy thì tốt. Xem ra ký ức của các lốt đã thực sự quay về rồi. Nhưng mà có phải mình bị lừa rồi không? Đây vẫn là các lốt của ngày trước hay sao? Thứ gì thế hả? Ấy,